Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 tổ chức họp phiên thứ tư để xem xét điều chỉnh lộ trình và triển khai một số nhiệm vụ về sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Đến thời điểm này, 7 trên 7 đơn vị đã gửi đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 hoàn thiện về Sở Nội vụ và đang triển khai tóm tắt đề án của từng đơn vị được sắp xếp. Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên đang được gấp rút thực hiện và cố gắng đảm bảo tiến độ theo quy định, đảm bảo yếu tố quy hoạch đô thị của Bảo Khê, Hoàng Hanh, Hùng Cường thuộc thành phố Hưng Yên, Xuân Dục, Hưng Long thuộc thị xã Mỹ Hào. Thống nhất lấy ý kiến cử tri xong trước ngày 20 tháng 4 năm 2024. Hội đồng Nhân dân cấp xã họp thông qua chủ trương sắp xếp xong trước ngày 26 tháng 4 năm 2024. Hội đồng Nhân dân cấp huyện họp thông qua chủ trương sắp xếp xong trước ngày 5 tháng 5 năm 2024. Hội đồng Nhân dân tỉnh họp thông qua chủ trương sắp xếp xong trước ngày 25 tháng 5 năm 2024, trình Bộ Nội vụ trước ngày 1 tháng 6 năm 2024. Các thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận về tiến độ thực hiện quy hoạch tỉnh và đề án thành lập 5 phường thuộc thành phố Hưng Yên, chế độ hỗ trợ đối với cán bộ công chức, người hoạt động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, hướng dẫn của các sở ban ngành cấp tỉnh đóng góp ý kiến hoàn thiện tài liệu tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Dự kiến là cái ngày mà thành phố tổ chức lấy ý kiến cử tri là ngày 10 tháng 4 và như vậy là sẽ thực hiện xong trước cái ngày 20 tháng 4 theo như là cái thời hạn mà Sở Nội vụ giao. Tiến độ chúng tôi sẽ đảm bảo theo quy định. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy ghi nhận việc các địa phương đã hoàn thành đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với dự kiến về phương án tên gọi và lấy ý kiến cử tri để thực hiện. Tuy nhiên, đề nghị các địa phương cần có phương án giải trình lý do thuyết phục người dân đồng tình với tên gọi, đồng thời yêu cầu các địa phương lắng nghe, tiếp thu đầy đủ hơn các ý kiến tại cơ sở, có góp ý chính thức bằng văn bản về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ công chức, người hoạt động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương phối hợp với các cơ quan ban ngành trung ương, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có liên quan, sớm thống nhất trình chính phủ xem xét phê duyệt đồ án quy hoạch tỉnh và tiến độ thực hiện 5 xã lên phường để đảm bảo đồng bộ và kịp thời với đề án sắp xếp của tỉnh. Các đơn vị mà có cái hướng dẫn về ngành dọc chuyên môn ấy, thì cũng đề nghị các đồng chí là chủ động xây dựng các cái kế hoạch để hướng dẫn cấp dưới Sở Kế hoạch Đầu tư, và thì ngoài cái nội dung quy hoạch thì cùng với cả các sở chuyên môn thì quan tâm việc trình thẩm định rồi tham mưu cho ủy ban phê duyệt các quyết định, các cái chủ trương. Còn các địa phương thì ngoài cái việc triển khai các cái đồ án rồi xây dựng cái đề án thì cũng quan tâm hơn nữa để tham gia góp ý các cái chế độ chính sách, và đặc biệt là phối hợp với cả chỗ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đoàn thể chính trị xã hội cùng với vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong cái việc tuyên truyền vận động người dân làm sao để khi mà chúng ta tiến hành chúng ta thực hiện là nó đạt hiệu quả cao.